có nhé. Mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta được gặp nhau, nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em cũng phải anh như sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ những nụ hôn đó đã trao, những lời nói nhỏ ca vòng tay. Đừng gặp nhau, nhưng vẫn cho ta.